Vụ thảm sát ở Bắc Giang mở rộng truy lùng ngoài tỉnh và khu vực biên giới. Camera ghi đối tượng thảm sát cả gia đình có thể đang ở Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện hơn 700 người nhận nhầm tiền hỗ trợ ở Hóc Môn. Ba ngư dân mất tích ở cửa biển Sa Cần. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Sau đây là những nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang vẫn đang truy bắt Trần Văn Hiếu, sinh năm 1974 ở Bắc Giang, nghi phạm sát hại bố mẹ và em gái rồi bỏ trốn. Tại nhiều tuyến đường ngang ngõ rẽ của thôn Tuấn Mỹ, xã Liên Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, hàng chục cán bộ công an, dân quân tự vệ địa phương, công an viên xã ứng trực để đảm bảo trật tự an toàn cho người dân địa phương, cũng như tang lễ của vợ chồng ông Trần Đình Lờ, 72 tuổi, và bà Bùi Thị Thờ, 72 tuổi, cùng người con là Trần Thị Thờ, 45 tuổi, con gái của vợ chồng ông Trần Đình Lờ. Trưởng thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh cho biết, sở dĩ có đông lực lượng chức năng bảo vệ đám tang như vậy bởi nghi phạm sát hại ba người này là Trần Văn Hiếu, 47 tuổi, chú thôn Tuấn Mỹ, con trai vợ chồng ông lở vẫn chưa bị bắt. Ngoài ra, khu vực thôn Tuấn Mỹ là vùng đồi núi, cây cối rậm rạp, ban đêm không có điện sáng nên phải có đông lực lượng chức năng bảo vệ tránh trường hợp nghi can Hiếu quay về nhớ có chuyện gì xảy ra. Ông Dậu cũng cho biết đã có nhiều năm phục vụ trong quân ngũ sau đó về công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Thanh rồi làm trưởng thôn Tuấn Mỹ, nhưng chưa bao giờ chứng kiến vụ việc nào đau lòng như án mạng vừa xảy ra. Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã phát thông báo truy tìm Trần Văn Hiếu, 47 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, lúc 13 giờ 30 phút, công an nhận tin báo của người dân về việc Hiếu truy sát nhiều người trong gia đình. Chỉ huy phòng cảnh sát hình sự cho biết, khi rời hiện trường, Hiếu đi chiếc xe máy hiệu Honda Dream, biển kiểm soát 98H5-2868, đội mũ bảo hiểm, mặc quần dài có vạch kẻ trắng và áo dài tay màu xanh. Hiếu có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày 13 tháng 10 ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lạng giang thông báo đến công an các đơn vị địa phương lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát giao thông tỉnh lạng sơn thông báo tới các đồn trạm biên phòng làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới của tỉnh lạng sơn được biết quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu phát hiện đối tượng có nhân thân lai lịch và phương tiện như trên đề nghị công an các đơn vị địa phương đồn trạm biên phòng của tỉnh lạng sơn thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lạng giang để giải quyết số điện thoại 02043 881 205 hoặc điều tra viên số điện thoại 0984 225 793. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Qua camera an ninh, người dân phát hiện hình ảnh nghi phạm đã sát hại bố mẹ cùng em gái ở Bắc Ninh đi về hướng Hà Nội sau khi gây ra vụ thảm sát trao đổi với phóng viên lãnh đạo ủy ban nhân dân xã tân thanh huyện lạng giang tỉnh bắc giang cho biết qua trích xuất camera cơ quan công an nhận thấy nghi phạm đã xuống tay sát hại bố mẹ cùng em gái nhiều khả năng đang lẩn trốn ở hà nội lãnh đạo ủy ban nhân dân xã tân thanh qua hình ảnh thu thập được từ nhiều camera an ninh của người dân cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện trần văn hiếu kẻ đã xuống tay với bố mẹ lẫn em gái ruột đi đến địa bàn tỉnh bắc ninh và hướng về hà nội Camera an ninh ở Bắc Ninh phát hiện Hiếu đi qua địa bàn. Tương tự như vậy, một số hình ảnh từ camera an ninh ở Hà Nội cũng phát hiện Hiếu đã xuất hiện ở đây. Cụ thể thì chưa biết như thế nào. Cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Thanh thông tin. Là một trong những người đầu tiên biết vợ chồng ông Luật bị con trai sát hại, bà Hà Thị Hát, 72 tuổi, sống sát vách, sợ hãi kể. Vào khoảng 13 giờ 20 phút, Ngày hôm đó, cháu mờ 7 tuổi, con trai của Hiếu, chạy sang nhà bà với vẻ mặt sợ hãi, khóc lóc nói Bà ơi, bố cháu giết ông rồi, ông chết rồi. Lúc này bà hát liền hỏi lại, có thật không? Thì bé mờ khẳng định, thật. Sau đó cháu gái bà hát đang học lớp 7, chui qua hàng rào chạy qua nhà ông Luật để kiểm tra. Vừa chạy về tới nhà, con bé hốt hoảng bảo, bà ơi, ông Luật chết thật rồi. Thì tôi hỏi lại có thật không? Sau đó con bé kể, khi sang nhà ông luật thì thấy Hiếu đang rửa con dao ở sân, còn ông luật thì đã nằm gục. Còn về việc mai táng cho các nạn nhân, vị này chia sẻ, sau khi khám nghiệm tử thi của các nạn nhân, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho người thân tiến hành mai táng theo phong tục địa phương. Vào đêm ngày 22 tháng 10, người thân trong gia đình đã đưa các nạn nhân đi hỏa thiêu. 2 giờ chiều ngày 23 tháng 10, gia đình tiến hành an táng tại nghĩa trang quê nhà. Chia sẻ với báo chí bà Hát khi anh Dê chú tại thôn Mỹ xã Tân Thanh cho biết, khi đến hiện trường thì phát hiện ông Luật đã nằm gục ở sân, còn bà Thoa thì thiệt mạng ở đầu ngõ. Thấy có người đến tôi mới dám sang nhà, nhìn hiện trường đau xót lắm, vợ chồng ông Luật và con gái bị nhiều vết thương ở phần đầu. May mắn thằng Mờ đi học về thấy khóa cổng nên chỉ đứng ngoài nhìn vào mới thoát chết. Không hiểu thằng Hiếu này ma xui quỷ khiến như thế nào mà nó lại ác thú như vậy. Bà hát buồn bã nói với tờ báo trên. Bà cho biết, mặc dù là hàng xóm sát vách, nhưng Hiếu đi tù về đã gần 10 ngày nay, bà chưa một lần gặp mặt. Còn chị Thờ, con gái bà hát kể, vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày hôm đó, khi chị đi làm thì thấy ông Luật đi dự hội thơ về, mặc quần áo chỉnh tề. Lúc này chị Thờ gửi lời chào thì ông Luật cười đáp lại. Lên công ty làm việc đến khoảng 15 giờ, chị nhận được tin vợ chồng hàng xóm đã qua đời. Lúc bạn báo tin vợ chồng bác Luật qua đời, tôi không dám tin vì mới đi làm còn gặp bác rất khỏe mạnh. Khi gọi điện về cho chị dâu để hỏi rõ sự việc, tôi mới biết vợ chồng bác ấy đã bị Hiếu ra tay sát hại. Chiều tối qua, mấy con gái vợ chồng bác luật khóc ngất lên, ngất xuống, mọi người phải dìu nhau sang nhà tôi, chị thở nói. Được biết, Ủy ban Nhân dân huyện hỗ trợ gia đình nạn nhân 18 triệu đồng, còn Ủy ban Nhân dân xã Tân Thanh hỗ trợ 3 triệu đồng để tổ chức mai táng. Trước đó, vào chiều ngày 22 tháng 10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang truy tìm Trần Văn Hiếu, 47 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Đối tượng này đang bị cơ quan điều tra cáo buộc liên quan đến vụ thảm án ở xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Lãnh đạo huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường hợp kê khai không trung thực để nhận tiền, tự giác nộp lại trước ngày 27 tháng 10 sau thời gian này sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ông Dương Hồng Thắng, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho hay, đến nay qua giả soát đối chiếu trên hệ thống quản lý và hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã phát hiện 713 trường hợp kê khai không trung thực để được nhận tiền hỗ trợ đợt 3 đa số các trường hợp vi phạm là kê khai không trung thực hai nơi ở để được nhận hỗ trợ hai lần, lợi dụng trẻ em kê khai nhiều lần, cố tình ghi sai số chứng minh nhân dân để phần mềm không phát hiện và nhận hỗ trợ khi vẫn đang hưởng lương. Các trường hợp vi phạm được phát hiện tại các xã Bà Điểm, xã Xuân Thới Đông, Xuân Thới Sơn, Thới Tam Thôn, Đông Thạnh, Tân Xuân. Với những trường hợp vi phạm này ông thắng cho biết, huyện kêu gọi người dân tự giác nộp lại tiền cho ngân sách nhà nước trước ngày 27 tháng 10, sau thời gian trên sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện nay công an huyện đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án một số trường hợp gian lận tại xã Bà Điểm. Liên tục năm ngày nay, nhiều trường hợp đã tự nguyện trả lại tiền sau khi được địa phương thông báo cũng như từ chối nhận tiền hỗ trợ dù có tên trong danh sách do nhận thấy hoàn cảnh không khó khăn với gói hỗ trợ đợt 3 theo nghị quyết 97 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, có 5 nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ mức 1 triệu đồng một trường hợp từ ngân sách thành phố và chỉ được nhận một lần. Để được nhận xét hỗ trợ, người dân tự kê khai thông tin nộp cho tổ trưởng, trưởng ấp và hội đồng xét duyệt của địa phương sẽ thông qua, sau đó các xã sẽ trình danh sách lên huyện, huyện lọc số chứng minh nhân dân căn cước công dân duyệt rồi đưa danh sách lên hệ thống quản lý và hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Trên cơ sở, địa phương tra cứu trên phần mềm tiến hành chi trả hỗ trợ cho người dân. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Một vụ tai nạn trên biển đã xảy ra vào dạng sáng nay 24 tháng 10 tại khu vực cửa biển Sa Cần, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làm cho ba ngư dân mất tích. Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Ba người mất tích gồm Nguyễn Thái, 25 tuổi, Nguyễn Tấn Nô và Bùi Đức Sự, cùng 14 tuổi, là người nhà của ông Bùi Đức Thành, chủ tàu cá QN 90755 thuộc xóm Mỹ An, thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn. Khoảng 4 giờ sáng nay, 24 tháng 10, ba người này trong lúc bơi thuyền thúng, gặp dòng nước chảy xiết ở khu vực cửa biển xa gần, xã Bình Chánh đã bị lật úp, làm cho ba người mất tích. Hiện đồn biên phòng Bình Thạnh đang phối hợp với các lực lượng của xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân ông võ văn đồng chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bình sơn cho biết các lực lượng địa phương phối hợp với bộ đội biên phòng tìm kiếm các nạn nhân các lực lượng chủ yếu tìm kiếm khu vực ven bờ không có phương tiện ra ngoài biện pháp hiện nay vẫn tiếp tục triển khai tìm kiếm nạn nhân nhưng phải đảm bảo cho lực lượng tìm kiếm vì nước khu vực cửa biển đang chảy xiết rất mạnh